chào tất cả mấy anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay em lên một số món đồ nữa nha mấy anh. Thì hôm nay có máy điện nè, đồ hơi với đồ nghề thôi à. Hôm nay em lên cũng ít món rồi mấy anh ơi, tại vì giờ chắc em lên bữa cho nên là em soạn ít món em anh, chứ bán nhiều quá cũng mệt quá, kiểm soát này kia không có kỹ được. Rồi thì bây giờ thì cái tất cả ở đây em báo tất cả đều bao ship hết luôn nha mấy anh mấy chú. Món hàng em bán tất cả đều bao ship rồi, khách mới thì vui lòng cọc giùm em 50.000 mới gửi hàng được nha. Mình xem hàng, mình lưu ý mình xem hàng á, mấy anh cũng phải xem thật kỹ những món hàng mình muốn đặt ha. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn đi mấy anh đây. Rồi em vô số 1 nha mấy anh. Số 1 của em là một cây máy pin. Cây này là cây bắn vít nha. Nó là Nati EZT603DC12V Made in Japan nha mấy anh. Đây Made in Japan ha. Con này thì ngoại hình nó là nó màu nâu nâu á, màu này màu xám đất như màu xám vậy đó anh. Con này thấy ngoại hình cũng còn được ha. Cái đầu thì có đầu gơ nhưng mà ít, con này gơ rất ít luôn anh nè, cái đầu gơ rất ít luôn nè à. Đầu thấy cũng còn cứng à. Thì em bán cái thân máy vỏ pin, cái vỏ pin này em không có bao cầm nha, pin này pin bãi em không có đóng lại cho nên là em không có bao cầm được. Còn đây là pin em thử máy nè, cho anh cái vỏ về anh có thể là anh đi đóng mướn thợ đóng pin được ha. Đây điều tốc nè, thắng. Nói chung là điều tốc còn rất là mượt, thắng còn rất là ăn luôn. Đảo chiều nè, đảo chiều ok nha. Rồi bây giờ em sẽ thử búa luôn nè. Này về thì mấy anh mướn thợ đóng lại, đóng xong rồi mình sạc adapter là mình sạc xa, mà sạc được cũng sạc 220 luôn á. Nè. Đóng mà sạc mới á là sẽ mình sạc được điện mình luôn ha. Đó. Nó mạnh lắm mấy anh ơi. Chết ngựa rồi. Dính luôn hay gì rồi. Tại vì cái đầu nó hơi còn hơi sát sát. Cái này để em lấy chơi G7 em xịt nha. Hả? G7 dưới á. Rồi ra rồi, khỏi cần. Này về mấy anh vệ sinh giùm em, thịt dầu đồ vô là hết, với mình xài một lần hai lần là nó sẽ bay xét ra hết trơn. Rồi mã số 1 nha mấy anh, giá 200 hả, số 1 nha, được rồi, số 1 nha, 230.000 bao ship mã số 1. Cái tiền đi muốn sợi. Rồi mã số 2 thằng Minh hả? Mã số 2. Số 2 là em có một cái cây bắn đinh đu nha mấy anh. Con này sử dụng hơi ha. Hiệu của nó là hiệu gì em cũng không có biết, Hitachi hả? Không phải Hitachi. Con này không biết hiệu gì luôn á. Anh nghiên cứu giùm em con này nó hiệu gì vậy? KT1138 kìa, F. Nó bắn ghim này cũng bự nè. Nè, đo thử coi mấy vậy. Đo làm sao? Dạ. Dạ. 4 phân rưỡi. 4 phân giống như ghim 4 phân đi. Nói chung là nó bắn được cái ghim 4 phân nha mấy anh. Này thì nó miếng mũ này nó hơi cong cong một xíu. Ngoại hình đó nè. Mà nói chung là đồ hơi là em bán mù hết nha mấy anh. Mà hơi này em không có máy thử cho nên là em cũng không biết nó sống chết như thế nào nữa. Này là con bắn ghim U nha, không phải ép nha mấy anh, U. Nó bắn được đến U là 4 phân trở lại. Mã này mã số 2 em bán giá là 230.000. 230 bao ship nha mấy anh. Rồi mã số 3. Mã số 3 là một con bắn vít. Con này bắn vít dây nha. Hiệu Hitachi. Mã của nó là VKF4AK. Thì cái con này nó bắn được ốc vít 4 phân cho loại. Nó bắn ốc vít dây nha. Ngộ lắm mấy anh, trong đây nó còn một cái đầu vít nữa nè. Em mới thấy luôn á, ở trong đây nó còn một cái đầu vít luôn. Cái này thì cái cử của nó hay gì á. Trong đây nè, hộp này còn nguyên, không có bể, con này rất là mới luôn.
Con này mới nha mấy anh. Nè, ngoại hình là trắng tươi à. Sạch trơn luôn. Đít cũng còn, móc cũng còn, cái hộp rất đẹp ha. Mã số 3 con này em bán giá là 150.000. 150 bao ship ha. Số 4. Số 4 là cái thùng nè. Thùng nặng chích ngựa luôn. Số 4. Cái thùng này thùng gì em cũng chưa có coi luôn nữa. Thì nó là bắn đinh. Trời ơi. Con này chắc cổ dữ lắm luôn rồi. Tại vì nó cái hộp này nó bằng sắt luôn nha mấy anh. Hộp người ta bằng mũ, cái này nó bằng sắt luôn nè. Con này hiệu Hitachi ha. Về mã của nó là VH650, bắn được đinh 6,5 trở lại á. Đây. Biết đâu mấy con cổ vậy mà nó còn sống sao, ai biết đâu được. Cái hộp này là bằng sắt luôn nha. Còn cái đèn đẩy hộp đinh luôn nè. Cái này thì bắn đinh da, bắn đinh dây. Ngoại hình thì nó chống nước sơn nhưng mà thấy cái hộp này cũng xét nha mấy anh, dơ nữa, ngoại hình hay dơ nữa. Trong đây thì nó còn cục gì trời. Cái này không biết cái gì nữa, gắn vô đít nó hả? Ờ đúng rồi, cái cục này gắn vô đít nó nha. Đúng rồi. Cái này cái gì? Này cái nắp cò gì đó, không biết. Nắp cò máy điện. Trời trời. Rồi cái này là mã này em bán có 250.000 thôi mấy anh, full thùng. Thì nó nằm trong thùng luôn á. Ngày nè là em bán 250 ha. Thùng là còn đẹp. Mã số 4 250. Thì em thấy nó cổ quá em bán vậy luôn á. Số 5 máy điện. Ngồi câu em ấy giùm em đi. Câu dây giùm em đi. Số 5. Số 5 là một con máy khoan. Con này hiệu Hitachi Makita. Con này dây điện còn nhưng mà nó cũng có nói nha anh, vỏ mũ luôn. Nè. Con này vỏ mũ, đầu kẹp con này 10 ly, sử dụng điện 100V, công suất con này là 300W. Thì nó có điều tốc, có đảo chiều luôn em anh, đảo chiều ở đây ha. Vỏ mũ. Đây, giờ mình thử nè. Điều tốc nè. Điều tốc là còn rất là mượt nè, máy chạy cũng êm, nheo lửa thì có chút xíu à, không có nhiều đó, có chút không, đảo chiều nè, nó đảo chiều còn ok nha mấy anh nè. Ngoại hình con này nè nó cũng hơi bị chạy chạy với chống tem dơ dơ nữa nghe anh. Này mấy mua mấy con này mấy anh về phải vệ sinh nha. Em chưa vệ sinh, máy này nguyên zin em chưa vệ sinh nha. Mã số 5 con này em bán giá là 230.000 bao ship. Số 6. Trời ơi con này gớm chết luôn. Thiệt luôn, bán không đi là dục luôn. Một cái một. Cái nồi dây điện rất nhiều nhưng nó rất là bự. Nhưng mà dây điện này nó cũng bị nha. Cũng như theo thời gian là nó bị nứt nứt vậy nè. Nhưng mà nó còn mềm mèo à nha. Chu còn. Cái đầu mở cũng còn luôn. Con này là con hiệu Makita. Makita nha mấy anh. Đầu kẹp con này 13 ly, sử dụng điện 100V. Công suất của em hết thấy rồi mấy anh ơi. Công suất hết thấy đường rồi. Đầu kẹp là không có kẹt ha, ra vô ok, tay cầm còn, máy thì vỏ nhôm, khoan có một chiều một duy nhất thôi à. Nè, ở đây nó bị chích, nó bị đứt rồi. À, đứt cái cọng dây này là dây mát nha. Máy vỏ nhôm nha mấy anh. Nè. Ngoại hình chứ hay à. Con này mà mấy anh không mua thì em dục luôn. Chứ em thấy nó ngán chết nè. Ngán là biết gì không? Thấy nó dơ quất một cái một đi luôn nè. 190.000. Mã số 1, số 6 190.000 bao ship nha. Con này đầu kẹp tới 13 ly lận nha. Nội đồ dây điện hết 1 ký, 2 ký luôn rồi. Đi luôn. Ờ không được thì cho mình đi bán dây chai luôn. Rồi tiếp mã số
7 là con khoan này nữa nghe mấy anh ơi. Con này hiệu gì? Mitsubishi. Này dây điện còn, nhưng mà dây điện nó cũng có bắn keo rồi. Số 7 ghi số trước đi. Số 7 nha, con hiệu này hiệu Mitsubishi. Sử dụng điện 100V, con này công suất là 470W. Nó để là da băng nha mấy anh. À, có đảo chiều. Ủa con này có đảo chiều mà anh Tân? Đây nè. Không, không, cái công tắc nó là công tắc là nếu bật qua bên kia là nó sẽ không có điều tốc, mà bật ngược qua nó mới điều tốc. Cái gì kỳ vậy? Công tắc nó trực tiếp không cần điều tốc. Cái đầu kẹp này là 13 ly, tay cầm thì còn khoan thường và khoan búa. Cái công tắc này á, mình bật qua đây á, con này không có đảo chiều nha, có điều tốc. Mình bật qua đây á là nó sẽ có điều tốc, mà mình bật qua bên đây á thì nó sẽ không có điều tốc. Nó ngộ, em cũng không biết làm sao nữa. À, bật qua đây giờ không có điều tốc. Ủa? Ủa, bật qua đây là có nè. Nè nè, giờ để em gài lại cho mấy anh coi. Nè ha, bật qua đây ha, điều tốc nè. Hết lốc rồi. Máy chạy êm ha, không thấy lửa nha mấy anh. Rồi giờ mình tắt nó cái coi, bật ngược lên. Không có điều tốc. Ờ, hay thiệt. Bật lên là nó không có điều tốc luôn. Nó quất một cái là ẻn luôn. Mà hết công sức nó luôn nha anh. Thử bố ai. Vậy này tôi chậm. Này tôi chậm hả? Ủa con nào có búa hả? Có chứ. Không. À, trời trời trời, con ông nội này nhiều chức năng chứ. Bóp bóp bóp. Nó chỉ không có đảo chiều thôi. Tôi nhanh nè. Tôi nhanh nè mấy anh. Tôi chậm nè. Đó. Đây chậm mà nè. Nè tôi chậm nè. Tôi chậm mà đó nghe. Búa nè. Thôi, nói chung là cái con này nhiều chức năng quá. Bán 280.000 hối hận rồi mấy anh ơi. Con này vỏ mũ nha. Thiệt bán 280.000 em hối hận rồi. Mã số 7 ha, 280 nha. Rồi tiếp mã số 8. Số 8, anh nhớ cái màu xanh hỏi em cho anh coi không? Màu xanh đen á. Đó được kiểm tra hàng nữa đó. Rồi mã số 8, con này em bán giá là 300.000. Con này hiệu Makita. Một con khoan hay gì em anh ơi. Mất tiêu ở đầu rồi. Đầu này để em đo hứa đầu máy về cho mấy anh mua cái cốt nha. Mua cái đầu khoan gắn vô mình sử dụng có thể là được á. 550 luôn á. Cái này á thì em đo cái cốt của nó là nó được 16 á. Nó một chút xíu nữa mới được 16. Nhưng mà có thể là em đo nó xê xích không? Nó gần 16 à. Cái ốc này nè. Chắc em nghĩ là 16 á. Về mua cái đầu khoan gắn vô. Nhưng mà cái con này bây giờ nó có đảo chiều. Nhưng mà nó chạy giờ còn có con chiều một rồi mấy anh. Về đâu có mấy anh có ai biết sửa không tắt không? Hai đem đi thợ sửa không tắt ha. Chứ nó hai chiều nhưng mà giờ nó chạy còn có con chiều một à. Hồi đó một chút. Rất là cổ luôn. Hai chiều á. Cái con này về chế khoan bàn thôi cũng được. Nhưng mà bây lúc trước mà bán tới 550 lận mấy anh là nó còn full đồ. Có đào kẹp nè. Tôi chậm luôn á, hai cấp nhanh chậm luôn. Có đảo chiều. Nè này muốn muốn chuyển nhanh chậm đúng không? Nè. Phải giả cục này lên, đè xuống rồi, nhanh nè. Nhanh nè mấy anh. Rồi chậm ghi đó luôn rồi kìa. Thắng lại mới vừa số nữa, vừa số. Chấm ghi luôn rồi nè. Có lửa không? Để em coi có lửa không. Thôi, ai da trời ơi. Nó chỉ có một cái thôi biết giờ không anh? Giờ dính bê tông da hầy à. Này về vệ sinh ha. Con này thì không có đảo chiều á. Con này mất đầu luôn. Mã số 8 em bán giá là 300.000. Công suất ở trên kìa. Quên. Sử dụng điện 100V nghe mấy anh. Công suất con này là 810W. Ừ. Này 8
ở 800W thì mà tới 850A phải không? Ừ. 810W nha mấy anh. 810W có dữ. Rồi tiếp mã số 9. Số 9 phải không anh? Ừ. Số 9 là một cái con bắn vít này nè mấy anh. Cái con bắn vít này thì về. Ủa dặn ra được chưa anh? Cái con này thì dặn ra được rồi. Lục giác thì mở ra, mở được rồi nha mấy anh. Về mấy anh muốn để cái đầu này xài thì để, còn không để cái đầu này thì gỡ ra, chứ không có gì hết. Nè, cái con này á là vỏ nhôm bắn vít hiệu Makita, sử dụng điện 100V, công suất con này là 500W nha mấy anh. Dây điện đồ còn luôn. Cái đầu đó muốn xài xài, còn không xài gỡ ra dục luôn cũng được, không sao. Bảo chiều là nằm đây nè. Là mã số 9, giá là 200.000 bao ship. Số 10. Số 10. Con bu lông này có lửa. Em để chữ lửa đây luôn. Số 10 nha mấy anh, lửa. Con này trời ơi dây điện còn. Con này dây điện cả 5 m luôn, 6 m luôn hơn nữa. Nói vậy trường hao chứ cũng cỡ khoảng 6 7 m nha. Dây điện hình như là hông lỗi luôn hay sao á mấy anh ơi. Không lỗi luôn. Con này hiệu Hitachi ha, bu lông 1/2. Sử dụng điện 100V, công suất là 340W. Con này chạy nhưng mà có lửa. Có điều tốc luôn, có thắng luôn. Nè. Thì nó hơi có lửa chứ sao thắng nhanh ăn được. Nè lửa nè mấy anh. Sáng chân hết rồi. Lửa sáng chân hết trơn rồi nha. Nè. Này mua về vấn lại mấy anh. Mà ai biết nó phải nó hư ruột không? Hay là nó bị hư than? Cũng không biết luôn, nhưng mà máy này chạy có lửa nghe. Em báo cho mấy anh là có lửa. Đó. Con này em bán giá là 230.000 bao ship. Số 11. Một con máy phay. Phay này dạng lớn nha. Ủa 11 hả? 11. Cái miệng nó 11, cái tay ghi số 10. Con phay, trời ơi phay cổ Nixel gì nè. Con này sử dụng điện 100V, công suất là 450W. Công suất là 450W. Đầu kẹp cái này được 6 ly rồi nghe anh. Lớn lắm á, hồi đó giờ em bán có 3 ly rồi. Cái này phải nó mất nghe. Mà cái này nó 6 ly lận. Nó đọc ngữ kia. Cái này giống như là cái gì quên mẹ rồi. Giống như đầu kẹp với mình, cái kia nó có chén như đút vô xong không? Ừ. Dạng càng vô càng bóp lại. Vậy đó. Cái đầu này không phải mất nha mấy anh, nhớ nha, không phải mất đồ đâu. Cái này đầu kẹp nó giống như cái đầu kẹp mấy máy khoan mình nè, vậy đó. Nè, dây điện gì còn anh sớm tốn tính đâu thì chưa, đừng mất đó nha. Ôi trời mất mà vậy nè đó. Mấy anh nhìn nè, cổ nè, trời cái máy cổ thiệt mấy anh, mà nó nặng chích ngựa luôn. Còn cái này cái cử hay gì á, rồi thử nha, đụng ngựa im ru luôn. Im thiệt mấy anh, im ngu à, im ngu luôn á. Cảnh này mài mệt á, nặng bự. Con này mã 11 ha, im ngu nha, 300.000 bao ship. 12. 12 là một con máy thổi. Cái con này ế bữa hôm bữa nè, hôm nay bán rẻ lại thôi, có gì đâu. Sale lại cho mấy anh sử dụng. Con này thì bị bể miếng cái nắp này nè. Bể một bên ha. Nó đáng lẽ nó y chang vậy nhưng mà bể một bên rồi. Con này hiệu Hitachi, sử dụng điện 100V, công suất là 335W. Màu đỏ ha, vỏ mũ. Con này không có điều tốc nha mấy anh. Dây điện thì còn ok. Máy chạy ok.
xíu à. Đó. Không có nhiều nha. Mạnh cao. Con này mã số 12, em bán giá 210.000. Bao ship ha. 12 210. Rồi tiếp 13. 13 con cưa lộng Hitachi. Con này thì nó có hai cấp nhanh chậm hay gì á. Mày phải không? Có hai cấp nhanh chậm nha mấy anh. Mã của nó là CJ65TC. Các bạn đẹp lắm nha. À. Rồi, bạn đẹp. Nó hiệu Hitachi, sử dụng điện 100V, công suất là 500W. Nó để là 65mm. Cái này là gì không biết. 65mm, 100V, 500W. Có hai cấp nhanh chậm, dây điện ngon lành. Đây. Cái này là cấp chậm nè mấy anh. Con này thì nheo có chút xíu nữa à, không có nhiều nè. Chạy im, nó không có bị kêu đạn gì hết trơn á. Còn lưỡi này thì về mua coi cái lưỡi xong rồi mình dặn mấy cái lục giác này ra, xong mình gắn lưỡi vô mình sử dụng thôi ha. Con này vỏ mũ luôn, mã 13, con này em bán giá 300 nha mấy anh. Nhìn nó giống bóp quá à. Nhìn qua hình đi trang bóp luôn á. Rồi 14 là con máy mài. Con này hiệu Hitachi, nhỏ nhôm, còn chụp lưỡi. Cái này có đăng kiểm hay gì nè. Màu vàng vàng mà nó ấy nè. Con này thì nó sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V, công suất của nó là 670W nha mấy anh. Đây. Thử luôn. Dây điện là có nối nha. Máy chạy em ru à. Em thiệt mấy anh. Thấy không? Em gu luôn á, không kêu đạn luôn, không kêu nhông luôn á. Im thiệt chứ. Rồi, mã 14 con này em bán giá 240. Bao ship ha, dây điện nè. Đứt rồi, muốn thay về mấy anh thay. 14, 240. Rồi, tiếp 15. 15 con này cũng đẹp. 15, nó cũng giống giống như con nãy. Hình như là không biết có cao hơn, đời cao hơn hay gì á. Sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V, công suất là 720W. Rồi. Hả? Con này không lẽ sản xuất 2017 trời. Nó để này nè, không lẽ tháng 5 2017 đâu. Em cái này em cũng không nghiên cứu nữa. Thì nó còn một cái chụp lưỡi nha mấy anh. Dây điện thì còn ok nhưng mà thay rồi, dây điện thì chắc có thay rồi ha. Một là thay dây điện, hai là thay chui á. Chắc thay dây điện rồi á, con này thay dây điện rồi quá. Nè, máy ngoại hình nè, sạch sẽ đẹp đẽ không? Ok luôn mấy anh. Em go sờ go luôn. Không có giặt luôn, không rung, không có ghét gì trơn luôn á. Nè, nhìn nó dài thòn luôn, rất là dễ cầm luôn. Em go không? Em go luôn, nó không có rung lắc gì trơn. Rồi, mã này là mã 15, 290.000 bao ship. 16 con này bán giá 300 anh ơi. Con này đẹp quá, màu trắng nó đẹp. Đẹp hơn con kia nữa. Cái chui nó cũng xịn hơn nữa nè. Đây, còn chụp lưỡi, còn bọc lưỡi luôn, ngoại hình quá đẹp nè. Ờ, hiệu Hikuki luôn. Hikuki nè, con này sản xuất 2018 mấy anh. Tháng 10 2018 ha. Sử dụng đá cắt một tấc, sử dụng điện 100V, công suất là 720W. Ừ, cũng đăng kiểm mấy lần hay nè, có dán nữa nè. Con này đẹp thiệt. Ê, nó hơi cấn cấn chỗ này xíu hay sao á, phải không? Thấy giống cấn cấn quá vậy. Chỗ này có khớp xuống nè. Hả? Nó có khớp xuống hay gì á? Không có chữ cấn, nó bị cấn một xíu á. Nè.
Nhưng mà chỗ này đâu thành vấn đề, nó mang quá đẹp, con này quá đẹp. 2018 hèn gì, nó là Hikuki Hitachi hay là Kaga là nó cũng là Hitachi á, nhưng mà nó đời sau cho nên nó gọi là Hikuki mà anh Ingu luôn nè. Lửa không thấy ha, Ingu xà gù luôn. Em không phát luôn á. 15 rồi, con này 16, giá là 300.000, bao ship, dây điện còn ok nha. Dây điện thì chắc có sai rồi sao. Rồi tiếp 17, một con bào. 17 là một con bào Hitachi. Con này thì đó, đây bào này là bào lưỡi 82 nha mấy anh. Sử dụng điện 100V, con này công suất là 6A. 500 mấy watt đó mấy anh, nó 6A ha. Lưỡi bào là bào 82. Ơi. Nội, con này sản xuất 1977 hả? Đâu lâu vậy? Nó gửi lại hồi đó một cái giải phóng mới ra. Thiệt mà, nó để là 1977 nè, tháng 7 nữa. Nội, nó. Không lẽ á. Không lẽ nào, không nó chơi với mình á chứ con này mới lắm nghe rồi. Dây điện ok nè. Ai biết. À, mấy con ốc nữa, nói chung con này cũng còn mới ha. Nè, nhìn nè, cái nắp này cũng còn luôn, không có bể. Cục này lên xuống ok. Bàn à, cũng đẹp. Lưỡi có mẻ không? Lưỡi hình như bị cắn chút xíu rồi mấy anh ơi, có chút xíu nè, chỗ này nè nghe, không thấy luôn. Nhưng mà tại em muốn nói cho mấy anh biết thôi, chứ cái lưỡi này là còn ok, ngon lành. Mà nó cũng như có cắn chút xíu rồi, thì chút xíu thôi, vậy mấy anh cứ thấy chút đó. Chứ lỡ em không nói vậy mà anh thấy chút xíu mà anh nói em không thành thật nữa. Nhưng mà cái lưỡi đó là còn ngon nè. Máy chạy ok luôn. Không có lửa không? Lửa thì chắc máy nheo nheo rồi mấy anh ơi. Tại mấy con này chạy im mà. Nè gỡ đi. Để em gỡ ra em cho mấy anh coi luôn. Thử coi có lửa không? Có khi nào em đụng cái nó bự không? Gì cứng dữ vậy? Zin. Rồi làm mất zin nó là sao? Rồi. Rồi, cũ góp trong nè mấy anh. Lửa có chút mà nghe. Đó. Có một bên à, mà có chút xíu à. Ở trong thì nó mới quá trời. Đó. 17 con này em bán giá 400. Rồi đem xuống đi. 18. 18 con này là một con cắt gỗ ha, hiệu Hitachi. Ngoại hình con này vỏ mũ, dây điện đồ còn ok. Sử dụng điện 100V, công suất con này là 760W, sử dụng đá cắt 165. Bàn là bàn sắt nha anh. Lưỡi đang sử dụng là lưỡi hợp kim 165 luôn. Lưỡi này thì nói chung là còn sử dụng được, nhưng mà hình như không có mẻ. Trời ơi, hơi bị ướt chút xíu này không sao, nhưng mà lưỡi này còn cắt được nha, không có mẻ. Rồi, bây giờ em sẽ thử dây điện con này thì còn ok hết, không có nói. Có hắn từ luôn, ok. Bàn đồ nè còn đẹp ha. Lửa thì nheo quá chút à. Hắn thì có lửa. Con này im nha. Im. Lửa nheo quá chút xíu. Không thành vấn đề gì chứ. 18 con này em bán giá 300. Bao ship. Rồi 19. 19 em con này em bán giá 330.000. Dây điện nè mấy anh. Trời ơi cái nồi dây điện. Không có nấu luôn nha. Quên. Con này là hiệu Hitachi C6MB4. Con này có đèn luôn. Sử dụng điện 100V, công suất là 1050W. Sử dụng đá cắt 160-165. Con này cũng dạng giống như là đợt cao rồi. Tao kêu là đợt cao gì đó. Rồi.
Bàn này là bàn Atemon. Ok. Có đèn, bật đèn lên. Có hai đèn luôn. Lưỡi đang sử dụng là lưỡi hợp kim. Lưỡi hợp kim này hình như là không thấy mẻ rồi, mà hơi bị dính nước sét lên xíu nữa ha. Về mà anh cắt một chút xíu là sáng trưng liền. Lưỡi được không có mẻ luôn. Rồi thử luôn. Lên ít nhưng mà được có một cái là máy chất lượng nha em anh. Hàng chất lượng, máy đẹp. Quên bật đèn lên. Đó, đó. Đèn, đèn. Trời ơi, hai đèn luôn, đèn trên dưới luôn kìa, là ba bóng luôn á. Quá êm mấy anh. Quá êm thiệt, con này êm quá. Con này nheo lửa có trên thôi nè mấy anh, có chút không? Nó thấy không? Nheo đầu tiên lớn, cái mình bóp hồi cái chạy mất tiêu luôn. Nè, đó. Còn cái nhỏ lại ha. Rồi mã 19 con này em bán giá 330.000 bao ship 20. Con nội này đẹp mà tự nhiên bị bể bàn nè. Nó bị bể có chút xíu à, cũng hơi ủng ủng. Nè nó bể góc này nè mấy anh. Bể cái góc thôi, như y chang góc bên đây nhưng mà nó bể chút xíu nè ha. Chút xíu đây hành không thành vấn đề mấy anh. C6UA ha, hiệu Hitachi. Lưỡi này là lưỡi găng nhuyễn nè. Lưỡi đang sử dụng mà lưỡi hợp kim luôn. Cũng hơi sát sát ha. Nhưng mà lưỡi này cũng không có mẻ luôn nha mấy anh. Về cắt bỏ sáng chân. Dây điện thì có thay rồi. Nhìn là biết thì có thay rồi nè. Hiệu Hitachi sử dụng điện 100V. Công suất là 760W. Sử dụng đã cắt 160-165. Có thắng từ luôn. Im không? Im chưa, im chưa. Con này thì nheo hai bên nhưng mà nheo ít, không có nhiều. Đó, có chút xíu à. Có chút xíu xíu. Rồi, mã số 20, con này em bán giá 270. Lấy tiền, lấy tiền, lấy tiền. 21. Coi được kiểm tra hàng nha. 21. 21 là một cái con cắt gỗ. Anh lấy 400 đi đủ á. Cái con này á mấy anh là nó sử dụng đá cắt 1 tấc ha. Mấy anh muốn cắt gì mấy anh cắt, mấy anh cắt sắt luôn cũng được. Thì mấy anh mua lưỡi cắt sắt gắn vô. Còn mình vậy thì cắt cây thì mua lưỡi cắt cây 1 tấc gắn vô. Còn mà cắt tờ, cắt bê tông thì mua lưỡi bê tông gắn vô. Cái bọc lưỡi. À cái này thì nó còn cái bọc bảo vệ luôn. Bọc bảo vệ đây nè anh. Ủa sao gỉ xuống ta. Nè bọc bảo vệ nè. Đó bọc bảo vệ cưng không. Đó hiệu Makita. Có cái đồ bọc để hứng bụi luôn hay gì nè. Bàn này là bàn Atemon. Nãy nói tới đâu rồi trời. Em đâu em đi nhận hàng em quên tiêu rồi. Thì nói lại đi. Con này là hiệu Makita nha. Sử dụng đá cát 1 tấc, sử dụng điện 100V. Công suất là 1050W. Con này thì 9.000 tua trên một vòng hay gì, trên phút hay gì, made in Japan. 9.000 gì? Ai biết đâu. Hay nó để là 9.000 min nè. Bậy, nó không phải tua, lộn. Cái này nó không có để dòng tua rồi. Thì tua 9.000 đó. Vậy hả? Đâu. Ai biết. Thì cái con này để made in Japan nha mấy anh. Bạn ok hết, chỉ không có lưỡi thôi. Về chụp lưỡi còn nha, về mua lưỡi gắn vô. Trời ơi, quá đẹp. Rồi thử coi im không? Thử coi nó im không? Cái đã. Cái chui nó về muốn chui cái nha. Có đèn luôn. Xịn vậy. Rồi. Chết rồi, nhức nách nữa rồi. Im thiệt mấy anh, có thắng từ luôn. Đã đã đã. Con này thì nheo lửa chút xíu ở bên đây nè. Trên đây có nheo nữa nhưng mà ít. Con này mã 31 ha, 300.000 bao ship.
Nó có hơi bị chóc miếng keo ở đây nè, miếng da ở đây nè, nhưng mà cũng được, không sao mấy anh, còn đẹp. Nhiều rồi, số mấy rồi? 22, đưa giết em rồi. 22, cái cục này là cái cục bơm oxy hồ cá hay gì á, biết đâu. Ui rồi. Rớt thôi em. Em biết mà. Đâu rồi. Trời, vậy rồi giết đâu. Rồi 22 nè, 22 con này thì em bán giá 180 ngàn. Thì chắc nó bơm oxy hồ cá đó anh. Đâu rồi, công sức yết gì mất tiêu hết rồi. Tem yết gì mất tiêu hết rồi. Nhưng mà nó sử dụng điện 100 nghe anh. Còn công sức không biết à. Dây điện nè, nhìn chưa. Đó. Nó còn chạy nè. Chạy nó cũng ẹ. Nó cũng ẹ nè, ẹ mà nhưng mà nó có hơi luôn. Nó ra hơi mát mát. Đây nè, chạy em gu à. Em gu sờ gù luôn. Chắc này để dùng để bơm oxy cho hồ cá đó. Hồ cá kiển á. Hồ rồi. Cá thì để dành cho mấy người đi bắt cá đó để... 22 con này em bán 180 nghe anh. Cục cũng hơi bự bự nha. Nè, vuông dứt cao lên 2 tấc á. 22. Rồi 23. 23 con tỉa cành 230 ngàn. Con này hiệu Ruby, sử dụng điện 100V, công suất con này là 180W, lam nó dài là nó để là China nha. Lam nó dài nhiêu ta? Đo cái mới được. 3 tấc hả? 2 3 tấc, 3 tấc rưỡi. Này lam 3 tấc rưỡi bạn ơi, lam 3 tấc 6 luôn á. Nó còn miếng mủ luôn, còn miếng mủ này để mình cắt thưa hay là mình cắt nói chung là cái cử á, để mình cắt là thưa hay là mình cắt cao, mình cắt thấp á, nó cắt cao cắt thấp chứ không phải cắt thưa hay cắt rộng. Nó cái cử à, ừ. Phải cái đó, cái đầu như người ta cắt ấy. Lao cử đó. Cử đó chứ không phải lá trà. Em thấy bộ hỏm em coi TikTok anh thấy nè. Thấy nó có cắt giống cây giống vậy nè, nhưng mà nó sử dụng bê, ờ, cái máy lộn, cái máy. Này thì mình có thể mình điều chỉnh. Chỉnh được hay gì á. Cũng lên xuống gì nè mấy anh, em cũng biết nữa. Thì con này về mấy anh nghiên cứu đi. Để China nha, ngoại hình nè, cũng mới lắm, để thử thôi. Thấy ghét vậy. Để em gãi cái này lại. Máy chạy em gu nha mấy anh. Con này em bán 230 ngàn thôi. Mã 23, 230, bao xếp. Rồi tiếp cái gì vậy? Có cái bọt kìa. 24, một con khoái bột ế nữa nè. Ế hỏm. Nay bán lại mấy anh. Nay bớt mấy anh luôn. 280 ngàn, bao ship. Rồi con im chết luôn á. Mỏng ai mua hết trơn, buồn rồi đó. Con này là dây điện còn nha. Ok, dây điện. Con này hiệu Hitachi nha mấy anh. Tem màu đen luôn, 700W, sử dụng điện 100V. Chuyên dịch nè, chuyên dịch bao che. Nó hơi bị dính keo nha, hơi xấu. Nhưng mà này dễ mà anh đốt mà nó ra sạch. Máy chạy ok. Lửa con này mấy anh yên tâm đi, lửa con này rất ít. Chị hỏi em có thử rồi, tin em đi. Con này thì nó chạy ok hết. Cây còn thẳng, không có gung giật gì chứ. Con lành. Mã 24 con này em bán giá 280 nha. Có điều là biết dơ không? Ngoại hình con này dơ thôi. Dơ với hơi bị nè, nó bị chốc 700W. Ừ. Thấy không? Không mày ngoại hình là nhìn là vậy là còn đẹp hơn con hỏi mình bán. Rồi tới con bơm chèm, mình đi vô. Mình đi kiếm thùng nước mới được. Em bán có bán con bơm chèm nữa mấy anh. Rồi mã này mã 25 nha mấy anh, con bơm chèm giá 500 ngàn. Con này nó công suất lớn. Con này nó vỏ nhôm luôn nha mấy anh. Xịn. Vỏ nhôm luôn. Ừ. Nó có cái cục cảm biến luôn mấy anh. Giống như là cái phao á, phao điện tử, phao gì á, phao thông minh á. Chỉ để nước tới đó nó ngắt hả? Hay không có nước là nó ngắt? Ờ, vậy phao lại chạy nè. Ờ. Mình rớt xuống vậy là cái phao mà rớt xuống vậy là gọi tắt. Gì kỳ. Ừ, như bơm gì tới đây là tắt, motor tắt. Giống như phao điện tử mình không? Ý luôn nè, Italy nè. Italy luôn. Rồi. Nè, mát đi. Dục nó đi, dục nó vô đi. Dây điện, ồ, dây điện, ồ, dây điện đã vậy. Cái này nó ra ống cỡ 30... 34. Bây giờ mình thúc đục cái thúc cống vô. 34. Rồi mình đục cống vô mình thử. Rồi, anh thử đi. Rồi.
Bác này mệt chích ngựa luôn á. Chưa nhà lấy điện. Im chưa? Trời ơi, chưa gỡ được ra nữa mà. Trời ơi, dữ nhẹp gì? Nhẹ nhẹ nhẹ, nhầm nhau dí. Rồi, dục nó vô. Chưa rồi, nè, thử không nè, gỡ lên chạy nè. Đúng rồi. Gì đá vậy? Hả? Dành cái gì chặt chặt nữa rồi, xẻ nó cũng như mặt chết luôn á. Chưa, em cẩm không, em cẩm không. Thôi. Tay cẩm không đi. Rồi anh cho dạy nha. Nè quay nè, quay đây nè. Quay đâu? Nè nè, quay ngay cái tay này cục này. Rồi. Nè giở lên chạy nè, nó. Đốt. Nè, hạ xuống nè. Hạ xuống cái cục cũng như cái cục đỏ nó chìm xuống rồi tới cái mặt dưới là tự động tắt rồi giở lên đứng lên vậy nó chạy nè. Gì kỳ vậy trời, đã ha. Ê. Rồi. Đốt. Nói chung ok, chạy ok mấy anh ơi. Mệt quá thử nhiều nó được rồi. Nói chung là nó chạy ngon lành đi. Yêu gu à. Mà cái cảm biến nó cũng còn luôn nữa. Con đó em bán giá 500 ha. Bao ship. Rồi anh nào hết nó thì cứ gọi điện cho ông đó. À, giờ tới đầu ngày nè. Hết rồi. Máy điện em có bao nhiêu đó. Mà quên nữa mấy anh ơi. Quên nó công sức của nó nhiều. Yeah. Cái này vệ sinh nha. Dơ. Công sức là 3.6A. Là bơm được 80 lít. Trên 1 min đó, 80 lít trên 1 min đó, 150W. Gì 150W? Nó để kìa. Đâu? Ừ. Vậy sao 3.6 à? Ai biết. 305W nội ơi. Đó, thấy không? Nè. Bên đây nó có để nè. Rồi, này để 305W nè. 100V 305W 50 hạt. Nè, gì 5m 32m cho tôi lựa nha. Nó để tới gì mà 80ml trên min á. Rồi, min là 1 giây hả? Ừ. Hay là 1 phút. Min phút hay gì? Min giây. Dòng trên phút thì đúng rồi, min là phút á. Min là phút không? Ừ. Rồi biết không? Hay giờ vậy anh em ở vệ sinh này kia, cái con này thấy có xài dầu á, vậy ở ra coi thử có dầu nhớt gì hay nó. Ừ, mã 25 200. Ừ. Rồi, đồ nghề anh ơi. Lẹ anh ơi. Trời em ơi, dầu các em ơi. Lẹ đi anh ơi. Cái gì? Đi. Ừ. Này, lượm cái cổng dây điện luôn. Ừ. Thì đưa đi đi. Cái dít nữa. Nó. Bấy xin lộn mấy hổ. Dít nhỏ với bự. Cái dít này nè, đúng rồi. Gì vậy chú kỳ vậy? Sao cái dít này nhỏ? Anh vô duyên quá rồi, trong cái bộ đó đó. Bên này nó có cái dít nhỏ rồi, hai cái cỡ bán chung. Cái lấy cổng dây điện. 26. Ở đây là nó gồm có 3 cái vít nha mấy anh, 3 cái kìm cắt, cái kìm nhỏ, cái kìm găng. Một cái cây vít dẹp. Một cái vít dẹp này thấy mới lắm nha. Nè, hiệu Vixel, da băng. Với hai cây này, hai vít hồ lô. Cây này á là 500 còn hết luôn nè mấy anh. 500 còn hết mạnh lắm nha. Cây này của da băng luôn nè. Cũng hồ lô, hai cây là hồ lô hết nha. Nè, hai cây này 500, cây nào cũng còn hết hết á. Một cái kìm cắt cây này không có hiệu nhưng mà nó cũng có lò xo nè, mà găng cỏ đồ cũng được để cắt ở thứ bén không. Trời ơi. Tại cộng dây điện của em nó bự quá, mà cái miệng này nhỏ quá cắt không áp phê. Nhưng mà cắt còn đứt nha mấy anh nè, bốn tèo tèo luôn á. Chết rồi, tới cái cộng này sao cắt. Còn kìm mỏ nhọn quẹo này thì nó còn đẹp nha, mỏ thì còn ok. Cắt. Cắt rồi còn đứt nè. Phải cắt vậy thôi chứ cắt cái kia thì nó không có hết. Cái cọng dây điện nó bự quá, không có hết găng đó mấy anh. Nè. Cọng dây điện thì cắt kiếm cọng dây điện khác thôi trời. Cái gì? Với cây, cây này hiệu Fuji. Nó nặng muốn chết luôn rồi sao mà tước được. Cây này size 2.5 nha mấy anh, hiệu Fuji luôn, găng cỏ đồ đẹp ha. Tới cây này rồi đâu cần. Tới cây này bự rồi đâu cần đâu. Nè. Cây bự này găng miệng bự rồi, cắt mà thoải mái luôn. Nói chung là còn cắt đứt ok nha mấy anh, bén. Mấy cây hiệu này ít khi nào lục lắm. Mã 26 giá 280 nhiêu đây nha mấy anh? 280 ngàn. Bao ship.
27 mà. 27. 27. Đưa đây. Đưa đây. Bỏ xuống đây. Bỏ ra xuống đây. Sao anh sửa cái này? Đi lộn hết trơn rồi. Anh cứ lấy này trần rồi. Rồi tới 27 nha mấy anh. 27 là bịch dít. Bịch dít này giá là 170.000. Bao ship nó gồm là 12 cây dít, 6 cây dít cán mũ, 6 cây dít cán cây. Có cây này size dài quá trời luôn. 6 cây dít cán mũ nè. Có cây này dạng giống như hồ lô 2, 4 nè. Ủa gì thiếu một cây rồi ông nội ơi. Ông mua liêu của em có thiếu một cây nào không vậy? Lại ăn đảng ra đây trong cái thùng đó có cây dít cắn cây á, cắn mũ á, anh lấy giùm em đi, dít màu xanh á. Trong cái thùng mò nào, thùng, cái thùng giấy đó không? Biết rồi, em dò biết thứ có sót cây nào không? Cây nào? Nãy giấc nãy em có cái cây màu xanh xanh á, kéo màu xanh. Cây nào không? Lấy lại cái đó đi. Cái đầu này xấu quá, để em lấy cây khác mình. Đây, cây này thì đẹp luôn. Cây dít dẹp ha. Rồi mà 6 cây nè. 3 cây ba ke, ủa 4 cây ba ke, 2 cây dẹp là 6 cây. 6 cây rồi thêm 2 3 4 5 6. 3 dít đóng, 3 dít thường, 3 dít đóng nè, 3 dít thường ha. Nó gồm là 4 cây ba ke luôn, 2 cây dẹp. Bộ này nay dẹp nhiều dữ à. Có cây ba ke này rất là lớn ha, size lớn. Rồi mã này là mã 27, giá là 170.000 bao ship. 28. 28 là một cái bộ combo này ha. Hai gòn là một cây dít dẹp hiệu Vixel. Cán cây mà dít đóng. Đầu đẹp ha. Một cây hồ lô Vixel luôn. Cây này hiệu Vixel luôn. Đầu 500 còn hết nè ha. Size tấc rưỡi với một cây dít thọt. Dít thọt này là đầu 3 ke, đang sử dụng là đầu 3 ke còn sử dụng ok nè. Chiều dài hết luôn đi, 2 tấc 45 mấy anh ơi, ra vô là ok, thọt nhẹ nhàng. Nè. Ra vô còn ok nha. Nè công no nè. Công no là không có thọt được ha. Rồi 3 cây giá 160, mã 28 160. Rồi tiếp 29. 29 là hai cây kiềm quả. Một cây này hiệu Rotter, nó có bị cái dấu dính dấu hàng ở đây nè mấy anh. Dính thôi chứ không phải nó gãy hàng lại nha, không có. Cái này bị dính dấu hàng, có thể là nó hàng làm dấu thôi à. Găng cỏ này kia đồ thì nó cũng hơi bị tà rồi. Không phải tà, nó có dấu hết trơn rồi. Nè, có dấu hết trơn ha. Mà còn sử dụng được. Với một cây này hiệu Top, size này size lớn, size 3 tấc. Còn vỏ bọc này kia luôn. Găng cỏ cây này còn ok nè. Đó. Ngân cỏ cây này còn đẹp, có dấu nhưng mà còn đẹp ha. Mã 29 giá 200. 30. Ai vậy? Ai? Liêm. Liêm. 30. 30 là hai kìm bấm cót. Một cây bìm bấm cót nhỏ 6 lây 2.5 1.5. Cắt dây điện luôn nha mấy anh. Thể tước mà không thể là cắt dây điện luôn. Ừ, đáng dữ. Cái này cắt sợ mất cái cặp kẹp quá. Lại đi. Cắt rồi mất cả. Ôi ơi bén luôn. Em cắt sát trong đây rồi em bỏ kẹp. Với một cây cây này là hiệu Izumi. Bấm được đầu 1 nè, số 2 rồi số 5, được 3 đầu. 1 2 5 nha mấy anh. Ừ. Còn ra vô ok. Ừ. Còn khép lại được ha. Mã 30 hai cây này giá 150. Bao ship. 31 ba kéo tòn. Ba kéo to này giá 160 bao ship ha, gồm 3 cây. Một cây này size 2 tấc 4, 3 tấc 4. Với cây nhỏ này size 2 tấc 1. Một cây cắt cong ha. Có chữ nhật nè, lưỡi hông mẻ luôn nha mấy anh. Nè, ngoại hình nè. Còn sử dụng ok, nhưng mà cái này về phải mài cho bén nha. Nó không được bén không nha mấy anh. Cây này thì còn hơi gít gít xíu. Cũng có chữ luôn. Lưỡi thẳng, hông mẻ ha. Một cây cắt cong cũng có chữ luôn. Có mộc gì đây nè. Nè. Lưỡi là thôi cây này chắc không có mẻ rồi. Ừ. Hơi nặng nặng thôi, dễ mà anh xịt miếng dầu vô. Tại em cũng chưa xịt gãy luôn mà. Mã 31 giá 160 3 cây.
Rồi tiếp 32. Cái khoan tay. Khoan tay này cái đầu rất là mới luôn nè mấy anh. Nè, nhìn đầu kẹp nè, mới chát à. Cái đầu này cũng còn mới nè, nè. Còn full. Còn chưa tè rất là lớn luôn. Răng là còn ngon lành nó mới kêu được vậy nha mấy anh. Nè. Mình vô nè. Ra nè. Đó. Mã 32 cây này em bán giá 150 nha. 150 bao xếp. Rồi tiếp 33. Dũa. 33 gồm bộ dũa. Bộ dũa này hình nó dơ dơ thôi à, chứ nó còn sử dụng được nha. Nè. Nè thấy không? Còn đẹp thấy không? Thấy còn gân, còn chỉ nhóc. Đó. Đâu có bị xét hung đâu. Cây dũa bầu bự ha. Một cây. Một cây bản nhỏ mấy anh. Nè. Để cho mấy anh nhìn gần lại cho nó thấy rõ. Dũa bản. Đó. Thấy không? Nhìn cái độ xài của nó là chăm chăm luôn. Cây dũa bầu nhỏ nè, nhìn đi dơ dơ thôi, thêm thanh lý rẻ thôi. Làm biến vệ sinh lắm, mấy cái này vệ sinh chắc mệt lắm. Nè, dũa tròn lớn nè. Dũa dũa bản nè. Nó nhìn thấy cái răng đó không? Cây này thì dơ thôi. Hay nó dơ dơ thôi, dính thôi đen đen vậy thôi. Chứ nè, nhìn nè, nó hơi dơ dơ thấy không? Nhưng mà răng cỏ này nè, thấy không? Còn đẹp. Cây dũa này là dũa cây. Cây này, này là dũa lá. Dũa lá nhưng mà cái dũa lá này hơi mẻ. Mẻ đang lõi, bên đang lõi nè. Nè. Với một cây dũa tròn. Rồi, bộ dũa này hả anh? Mã 33 giá 150 bao xếp. 34 combo. Combo thì nó gồm nhiêu đây em anh? 5 món, một cây búa nè. Cái búa này thì trắng tươi luôn, búa này giống như chưa xài, cán thì còn đẹp. Mà cái cây này á không phải búa Việt Nam đâu nha. Gì? Cái này á là búa Nhật nha, chứ không phải là hàng mới, hàng Việt Nam đâu nha. Bậy, không phải. Hàng Việt Nam có không giống vậy đâu. Hàng Việt Nam có làm đẹp vậy đâu. Rồi, màu cây. Cây xà cày, cây này hình con gì á, nhưng mà hiệu là hiệu Đốc Du, size 3 tấc. Miệng nè, cây này miệng ở trên còn đẹp nhưng mà miệng dưới hơi có dấu một xíu à. Nhưng mà còn nhỏ vẫn được nhưng mà hơi có dấu chút nghe anh. Nè, ngoại hình nè. Với một cây cây đục hiệu là Mokuba, da băng ha. Kén này miếng mũ luôn, bản nè. Bản cây này được gần 4 phân á, 3 phân chính luôn rồi. Mà cái là bè này là không có bén nha. Bè này thì dễ mà anh mài. Cái này về mài được ha. Một cây lục. Ủa cái cục lập lòn hình con gà nè. Made in da băng nè ha. Nhưng mà cây này nó hết màu, hết nước sơn rồi. Nó lắng im vậy nè. Đó, hết nước sơn rồi. Với một cây ngoai kẽm. Đó, cây ngoai kẽm thì còn ngon lành, trắng tươi. Rồi, 5 món về giá là 230.000. Mã 34, 230. Rồi tiếp mã 35. 35 là mấy cây lối nha anh. Nó gồm là 5 cây. 5 cây này em bán giá là 150 ha. Đầu tiên là một cây có ba mấy cái khía này nè, nó rất là nhọn luôn. Này mình có thể là mình lối đồ luôn vẫn được nha mấy anh nè. Với một cây này lối bằng, đồ bằng ha. Ừ. Cũng có cái mọc gì đây nè. Size thứ tư. Cây này á size thứ tư luôn. Rồi cái này cũng hơi lạ lạ nè, có chữ gì đưa đây nè. Size đất gửi. Này lối nhọn. Với một cái cây này. Này thì hình này còn thôi, cây này thì xịn rồi. Có thể mình lối ở đây vẫn được, này đóng xuống. Còn mình lối đây vẫn được, ở trên đây đóng xuống ha. Lối được hai đầu luôn. Đầu bự, đầu nhỏ hay gì á. Mà đầu được cũng hơi xấu nãy, về mình làm lại được hay anh. Còn không mình vúa chỗ nhọn cũng được. Năm cây này giá 150 ha, 35 150. 36. Gì vậy? 36 là cái dây an toàn. Dây an toàn này nó gồm tới hai móc an toàn lận nha mấy anh. Hai cái móc an toàn lận đó. Cái này là có một cái dây đeo vô bụng mình luôn. Đây. Mình đeo dây vô bụng mình luôn. Titan. Cái dây này thì cũng còn mới mới. Ừ. Không có bị tưa, cũng không bị đứt. Cái này thì ghi ra được hả? Ủa. Đây lưu được nè, cái này. Nè. Này ghi được nè. Nè, còn cái này là gỡ được luôn nè. Rồi hết lóc nha mấy anh. Nè, này gỡ được luôn. Này được động nó chạy luôn. Tới cái quần, tới cái kích cỡ của mình rồi á. Mình mỗi lần xài mình chỉ cần mình gài vậy thôi. Còn khi mình lấy ra thì mình bóp vô vậy. Ok. Nè.
này ná anh gỡ sao em, giờ em gỡ không được mấy anh ơi. Này về nghiên cứu đi, này thì nói chung là gỡ ra được luôn. Mấy anh có thể tăng đưa theo cái bụng mình đó. Người bụng bự, người bụng nhỏ là sao. Còn này kéo lên kéo xuống được luôn. Đó, mày cái móc ha. Còn cái móc này nó hơi cũ nè, hơi dính xi măng chút xíu nhưng mà an toàn. An toàn còn. Chưa. An toàn thì nó đẩy vô được, nhưng mà tới khớp này thôi mấy anh, nó không có vô được nữa nha. Mình mới bóp, mình mới nó mới vô được hết lóc nha mấy anh nè, chứ không phải nó hư đâu. Nè hơi dính xi măng. Rồi, cọng này, hai cọng này cũng không có bị tưa luôn. Mã 36 250. 37, cái đồ lá ông đồng. Lá ông đồng này, lá ông đồng ế cũng ế hả nè. EA 200. EOS Echo á, hiệu là Echo, Echo hay Echo gì đó. Nhưng mà nó rất là mới luôn. Thì cái này, mấy cái số này nè, nó không có bị nấy luôn á anh, nói chung là còn đẹp nè. Đó. Cái đấy là 1/2, 5/8, 3/8, 5/16, 1/4, 3/16. Hiệu Echo 2200. Ha, à, mấy đầu này còn đẹp. Em lả luôn đi. Thôi, đâu biết được. Phát hiện gì vậy? Phát điện hỏi chị có về không. Rồi nó báo tin buồn là con chim của nó chết rồi. Sao vậy? Nó làm gì á, chắc nó đạp hay là nó làm gì đó, rớt hay đạp con chim gì nào? Con chim nhỏ nhỏ xíu á. Con chim nó bắt nuôi hả? Ừ. Tưởng nó xáo lận. Ôi giời ơi, điện thông báo vậy thôi hả? Chứ nó hỏi chị có về không thì thôi đó. Rồi đâu xong chưa? Chưa trời. Lá cứ dịch dữ lên trời. Cái canh đồ cho ngay lỗ luôn. Người ta mới xiết vô chứ. Không Echo. Con hiệu xịn lắm. Ủa sao mà không có dao cắt hả? Dao cắt thử hết. Đột xị. Em tưởng là vô tuôn nhau không á. Nó dặn hết lóc và tự động làm cái tạch vậy đó. Hết lóc là tự động đấy nghe anh. Làm cái tạch vậy đó, xong người dặn ra. Nè đi. Từ từ em. Có 700 ngàn mà mất thời gian quá à. Mệt nha. Rồi đây. Đẹp nè. Tại ở ngoài vậy nên hồi nó có sọc 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 là biết gì không? Là tại vì á không có cái dao cắt, nó dao cắt nó không có ngon á, nhìn nó không có được đẹp không hả anh. Nhưng mà ở trong còn lá yên à. Rồi. Rồi cục này giá 700, mã 37 giá 700. Bao xin. 38 bào cây. Bào cây này thì nó gồm hai cái, cây này hiệu cây cút nè. Đó, lưỡi hai còn mới ha. Loại này hồi sau nó bào mỏng dánh nè, không biết nó bào cái gì mà mỏng dánh nè mấy anh. Chiều dài là 2 tấc lẻ 5 ha, độ dày cái này là 2 phần. Bào độ lớn là nó 7/2. Còn cái lưỡi đó là 4 phần mấy thôi mấy anh ơi. 4/8. Em đo dùm khi nó cũng có sơ xích chút xíu ha. Này là 4/8 ha, lưỡi nè. Rồi với một cái bào này. Cái bào này thì lưỡi còn rất là dài luôn. Đó, lưỡi dài ha, chữ nhật nè. Miếng chim cũng còn luôn, cũng còn khá mới. Nó cũng hơi bị cấn cấn do nó để chung với mấy cái cưa á mấy anh, cho nên nó hơi bị cấn cấn chút xíu nè ha. Ở đằng sau nè. Ở trên đây thì nó như vậy ha, nó mài như vậy thì sao. Hai cái loại như vậy không biết nữa, nó cũng có bắt ốc nữa mình. Nhưng mà nhìn ở sau là nó không có bị nứt. Chiều dài là 2 tấc 55. Độ lớn cái bào là 7/3. Còn cái độ dày là nó 3/5. Còn cái lưỡi là 5 phân. Lưỡi là 5 phân ha. Rồi hai cái này em bán giá 150, 38 150. Rồi tiếp mã 39, 39 của em mà kèm lại nữa mà. Kèm lại thì đóng gì nè, mấy cây luôn á. Bán giá có 160 ngàn à, 160 á. Đầu tiên là một cái kèm nhỏ nè. Nó xét hơi xét nhưng mà nó có chữ luôn anh. Mà nó ra vô, ok nè ha, miệng nè. Nó một cây. Một cây kèm nhọn. Cái này thì nó hơi xéo xẹo vậy nè. Này về thì mình chỉnh ha. Về mình tán miếng ốc là mình chỉnh lại cho nó ngay xíu mấy anh. Chứ em bán đóng luôn có 160 ngàn nữa em chỉnh nữa, thời gian đó em chỉnh. Với một cái cây này. Ừ, cây này thì ra vô ok. Cái này không biết nó chế hay nó làm cái gì em cũng không biết nữa. Mà chữ nhật nè, nó một đống luôn.
Một cái kìm này giống như kìm cạp vậy đó, cũng mẻ chút xíu này, về mình mài ha, mẻ bên đây nè, mẻ lỗ bên đây chút xíu nè. Nốt 1500 luôn nè. Một cây kìm, mỏ này sao dài thòn mà nó nhọn nữa, có găng ở trong nữa nghe mấy anh. Này không có bô lia gì trơn. Trời ơi, bán có 160.000 bô lia nữa lỗ luôn mấy anh. Nè, với cây này, cây này sao nó có cái cây ở giữa nè, mỏ nè. Nè, vậy là hết lóc nha. Cây này size lớn nha mấy anh, size 2 3 tấc luôn. Ủa, 2 tấc rưỡi luôn. Với một cây kìm mỏ vịt, mỏ vịt nè, nó cây này thì còn đẹp, có chữ. Cái miệng á nó là 6 phân. Rồi, mã này là mã 39, giá là 160.000 bao xíu. 40 kìm bồ gô. Kìm bồ gô thì nó gồm là 3 cây kìm size 1.5, 3 cây kìm là size 3 tấc. Ủa, 2 tấc. Đây, đầu tiên mấy cây này nó hơi bị dính này, dính này, dính nước mưa, hơi xét xét xíu, không có chùi nha mấy anh. Này cũng có 130.000 à, nay em chùi nữa em cũng lỗ nữa đó. Cây này hiệu Toyota da băng, cũng Toyota da băng luôn. Cây này hiệu gì không biết hiệu gì nhưng mà có chữ da băng ở trong nè. Đó, ba cây này size 1.5 ha. Rồi tiếp tới ba cây này. Ba cây này là size 2 tấc. Một cây đầu tiên là hiệu Lotter. Cây thứ hai á là nó hiệu gì? Da băng. Ờ có chữ da băng nè. Da băng. Rồi cây thứ ba là một cây hiệu KTC size 2 tấc luôn, như mới luôn. Ba cây, 6 cây ha. Mã này là mã 40, 130.000 bao ship. 41. 41 là thước gốc ha, thước gốc thì em còn chỉ vậy thôi mấy anh, cây này em tặng nha. Em tặng thiệt á, thiệt tình là tặng luôn á chứ không phải là bỏ vô đây về bán vô đâu, tặng. Cái cây thì gãy rồi, nó còn có nhiêu xíu đây nè. Chiều dài thì nó 50 lận nha. Chiều dài hiệu xin qua luôn nè, 50 lận thấy số hình rảnh trơn. Rồi còn mấy cây này nè, mấy cây này thì bán nè. Bề ngang 15, chiều dài 30, thấy số cũng còn thấy số luôn, cây nóc ha. Rồi cây này. Cây này đi. Cây này bề ngang 15, chiều dài 30 luôn. Còn cái cây này á, bề ngang là 10, chiều dài là 50, cũng còn thấy số gành gảnh hết. Còn cái cây này nè, có cái cây này nè. Ê, cái này nó hơi bị gỉ gỉ xíu cái mành nè. Nó hơi bị gỉ gỉ xíu nè, để em cho mình coi gỉ gỉ ha. Bề ngang là 15, chiều dài là 30. Nhưng mà cái cây đặc biệt, cái cây này dày hơn cái mấy cái cây kia rất là nhiều luôn. Nó dày gấp 3 lần cây kia nha. Bẻ không có nổi đâu. Mà nó cũng có hơi có chút xíu là hơi bị cong cong chút. Có vẻ mà anh đập đập lại lấy búa đập đập mới được. Chứ tay bẻ không nổi đâu. Nó rất là dày. Nó dày hơn cái kia gấp 3 lần luôn á. Rồi nguyên bộ này ha. Mã 41 giá là 130.000 bao ship. Rồi tiếp nè. Này là khẩu 3/8 phải không anh? Lâu quá bán quên nữa rồi. 3/8, 1/4. Cái đầu 3/8 mà chuyển qua 1/4 á mấy anh. Đó, hồi này hình như có cho thêm vài cục nữa hay sao, thấy nhiều dữ không? Đây, đầu 3/8 nè, nó gồm những đầu. Nãy cái này là nó không có hiệu nghe mấy anh. Có 1 cục hay cục có hiệu à, còn dưới nó không có hiệu chơ hả đâu. Mấy con cục này nhỏ nhỏ quá, hình như nó không có hiệu hay sao á. 8 ly, 9 ly, 10 ly, 11 ly, 12 ly KTC nè, 13 ly, 14 ly, 15 ly, 17 ly, 19 ly, 20 ly, 21 ly, 22 ly, 23 ly. Còn những đầu 1/4 là nó gồm 4 ly rưỡi, 5 ly rưỡi, 5 ly rưỡi thì nó của USA luôn, Made in USA. 6 ly, 7 ly, 8 ly cũng USA luôn nè, 9 ly, 10 ly, 11 ly, 12 ly. Đó, nó gồm những đầu vậy đó mình. Trong đây thì nó gồm theo là một cái cần tự động như vậy nè. Cây cần tự động này cũng không có để là gì hết trơn nha. Nè, đầu này là đầu 3/8. Đúng rồi, 3/8 nè, gai nè. Còn kia tẹt tẹt phải không? Vô nè. Độ gơ nè. Có độ gơ nha, nhưng mà cũng ít chứ không có nhiều, còn sử dụng được. Một cây nối ngắn, một cây nối dài. Rồi với một cái cục đầu chuyển. Đâu rồi? Nè, cái đầu chuyển 3/8 qua 1/4 nè. Xong rồi, nó sẽ kèm theo một cái đầu. Cái đầu, cái cây. Cái cây này mình có thể gắn vô đây mình dặn luôn đó mấy anh. Nè, cầm về dặn luôn cũng được, khỏi cần cây đó chuyển cũng được. Còn không thích thì mấy anh chuyển cũng được. Nó có nhiều sự lựa chọn. Có một cây nối dài luôn. Rồi, có cho thêm mấy cục vậy luôn nè. Mấy cục lục giác hay gì á, có cho thêm luôn. Em là rộng lượng lắm, cho thêm nhóc. Rồi, mã này là mã số 42, giá là 350.000. Bao ship nghe mấy anh. 350 bao ship. Mã 42.
Rồi tiếp 43. Chìa khóa này con cây này nữa nè. Tại vì cái chìa khóa 22 24 em kiếm hoài không gặp, thôi em lấy cái khóa vòng luôn đi chứ kiếm hoài mệt quá. Bộ chìa khóa này mã 43 giá là 180.000. Rồi, nhiêu chìa khóa đây nè mấy anh. Rồi đầu tiên là một chìa 8 ly của thằng gì đây? Gì vậy? Hiểu gì trời, không biết nữa, một vòng một miệng nha. Với một chìa khóa, một chìa vòng, một vòng một miệng 10 ly. 10 12 ly hiệu Toyota da băng. 14 ly một vòng một miệng. Mấy cái vòng chuyên gia nó ít có hiệu lắm. Rồi chìa vòng 15 ly luôn, một vòng một miệng. Này mấy? 17 14 hiệu Ton. 17 19 hiệu Sanki. Rồi một chìa một vòng 17. 17 một vòng một miệng. Với một chìa 21 23 hiệu Toyota Motor da băng ha. Một chìa 21 nữa nè, Asahi. Với một cái chìa khóa vòng 14 17. Với một chìa một vòng một miệng 22 ly. Một với một cái chìa khóa vòng 22 24 hiệu Ton nha mấy anh, Ton da băng. Rồi một đống luôn. Giá là 180.000, quá rẻ rồi. Thầy con á, chìa khóa giờ sao bán rẻ dữ vậy trời. 43 180. Rồi 44. 44 khóa vòng. Khóa vòng hiện nhiêu đây nha mấy anh, giá 260.000 bao ship ha. Rồi đầu tiên là một chè 10 ly 12 ly hiệu MOK. Một chè 12 14 hiệu là Echo. 15 13 hiệu gì không biết, Rob Forer gì nè. Một chè 11 13 hiệu là KTC. 14 17 hiệu Ton. Rồi, nhỏ nhỏ không nè. 19 21 cây này hiệu Toyota da băng. 21 23 hiệu là Sanki. 22 24 27 hiệu Hit. Với một cây là 32 26 quá trời luôn. Cái này nó hàng nhưng mà nó hàng cái chữ Nhật á, rất đẹp. Hiệu Super. Nó làm như đó nghe mấy anh nè, 2 4 5 6 7 8 9 chè luôn. 44 giá 260.000 bao ship. 45. Hai cây mỗi lết. Giá là 170.000 bao ship. Đầu tiên cây này là 2 tấc, hiệu là Myrat gì nè, nhưng mà nội địa Nhật nha mấy anh, hàng của Nhật nha, không phải Trung Quốc. Cây này thì nói chung á là ngoại hình quá trời trắng trẻo đẹp đẽ luôn, ra vô ok. Miệng thì nói chung cũng có dấu hai lỗ chút xíu ngoài cái đầu nè. Bên đây thì cũng hơi nhăm nhăm xíu. Nhưng mà cái miệng vậy là còn chấp nhận được, còn xài được nghe mấy anh nè, ra vô ok hết. Rồi với một cây này size 2 tấc cửa hiệu Lotter. Bên đây hơi đen, ngoại hình là bên đây hơi đen thiệt nha mấy anh, còn bên đây thì còn nhìn được mà bên đây hơi đen. Miệng nhưng mà miệng thì đẹp lắm, miệng là không có bị trề luôn, ra vô thì còn nhẹ nhàng ha. Mã 45, hai cây này em bán giá là 170 bao ship. Rồi tiếp mã 46, 190.000, cây này hiệu là KTC, size là 2 tấc rưỡi. Cây này lò xo nằm trên đầu nha mấy anh nè, còn 4. Ngoại hình cây này là thẳng băng, còn lò xo. Đây găng cỏ nè, găng cỏ nói chung còn đẹp sạch sẽ ha. Nè, nó còn chôm chỏm luôn. Cây này em bán giá 190.000 thôi, mã 46, 190, bao ship. 47. 47 là một cây mỗi lớp, cây này hiệu Mitsubishi, size là 3 tấc rưỡi nha mấy anh. Nè, cây còn thẳng ha, lò xo cây này là còn bún tẹo tẹo luôn á, còn bún bực. Ngoại hình là cây này bóng lưỡng. Đẹp, cây này đẹp nha, hình nội địa Nhật luôn. Nè, trời ơi, cái găng này nếu mà mấy anh nhận mà không đẹp là không lấy tiền luôn. Đẹp dữ lắm mấy anh ơi. Nè, găng là chôm chỏm luôn ha, sạch sẽ đẹp đẽ luôn á, ra vô ok. Nè, bún nè, nó rất là nhẹ nhàng. Mã 47 cây này em bán giá là 250.000 bao ship. Nhưng mà có cái nha, nó dính vô hàng, một mỏ hàng chút xíu đây nha. Nhưng mà không sao, đem miếng nữa nè. Mà ngàm cỏ đẹp mà được, 47, 250. 48. 48 đi rồi, đàng hoàng ơi. 48 cây này
là cây mỏ lết 4 tấc rưỡi hiệu MCC, nhưng mà cái loại này là loại siêu cổ, em không biết đời nào luôn nữa. Cái loại này hình như nó không có lò xo luôn em ơi. Cái loại này là loại đầu tiên luôn á, nó mới ra luôn hay gì, nó rất là cổ luôn nha, nhìn ngoại hình là rất là cổ luôn, cổ thiệt á. Cây thì nói chung là còn thẳng nha, loại này không có lò xo đâu mà bút made in Japan. Ha. Giờ nó ăn xé ăn bớt rồi, làm chữ made in Japan giờ có làm chữ made in Japan lại nhỏ xíu à, còn hồi đó là làm chữ mà chà bá lửa luôn, anh thấy không? Găng cỏ cái này thì nói chung là cũng còn ok nè. Còn cao, không có bị sẹp. Nói chung có dấu chút xíu nhưng mà nó không có bị sẹp nha mấy anh. Còn ở trên nè có dấu xíu thấy không? Nhưng mà cũng còn cao, không có bị sẹp nào hết trơn á. Cây này thì em thanh lý giá là 290 nha. 48 290 ngàn bao ship. Rồi tiếp 49. Một cây mỏ lết, cây này hiệu hit nha. Size 4 tấc rưỡi luôn, cây thẳng có da băng luôn nè mấy anh nè. Đời sau nè, chữ da băng nè, không thấy đường luôn á. Hình nội địa Nhật luôn. Cây này thì còn lò xo nhưng mà cái lò xo nó cũng không có được mạnh chứ không. Cái lò xo cũng hơi bị xét, em có xịt miếng G7 vô này thấy ướt ướt thấy không? Mà cái cây này là còn lò xo nhưng mà lò xo nó không có được mạnh. Cho nên là cây này em thanh lý luôn, giá là 300 ngàn. Đây, găng cỏ nè. Găng cỏ thì đẹp ha, không có dấu. Đó, găng cỏ đẹp đẹp, găng cỏ đẹp lắm ha. Rồi cây này thì em bán giá là 300 ngàn, mã 49, giá 300 bao ship. 50. Xà cày. Xà cày thì một đống luôn, giá là 200 ngàn. Đầu tiên cây này hiệu là Mokuba made in Japan ha. Đầu nhỏ nè, nè cũng hơi có dấu một xíu anh. Đầu nhỏ này hơi xấu ha, nhưng mà bù lại đầu này đẹp. Mỏ hông nhọn nhưng mà đầu rất đẹp. Cây này size 3 tấc hình con gà luôn. Ở dưới gãy một chân rồi nè, gãy một chân rồi, nhưng mà đầu trên thì còn đẹp nè. Nè còn nhỏ được. Rồi cây này size 3 tấc nữa. Đầu nhỏ nè, đầu nhỏ dưới nè đẹp, đầu nhỏ trên nè cũng đẹp luôn, không có dấu. Ý cái cây này hơi cong anh nè, cây này hơi cong chút xíu nha, size 2 tấc 8. Miệng nè nhỏ được nha anh, còn nhỏ được hết nè. Còn mà tệ quá em dục luôn rồi, cây này hơi cong chút. Rồi cây này size là 3 tấc 6 luôn, hiệu là Baruma luôn nè, đầu nhỏ đẹp nè. Còn ở trên này cũng hơi có dấu chút nha anh nè. Đó, cái đầu này cũng hơi tà chút, nó đóng đinh á, hơi tà chút. 5 cây luôn mấy anh, giá là 200 ngàn à. 200 thôi mấy anh ơi, 5 cây lận. Mã số 50, 200 bao ship. 51. 3 cái mũi đục. 3 mũi đục này là mũi đục gắn vô máy 17 ly dùm em ha mấy anh. Gắn vô vừa máy đục 17 ly. Hai gồm là 2 mũi đục nhọn với 1 mũi đục nhẹ dẹp. Chiều dài là 2 tấc 55, 2 tấc 6, 2 tấc 8. Bản này là bản nhỏ thôi, bản vừa vừa thôi. Bản này là 4/2. Cái bản này bố hỏm chồng em lấy đi đục nè. Bố hỏm nha. Cái khớp này nó khác nha mấy anh nè. Hai cái khớp này nó khác nhau, nhưng mà mấy anh gắn vô máy đục 17 ly là vừa hết nha. Tại vì bữa đó em cũng gắn vô cái máy đục luôn, máy đục Makita luôn, vừa luôn nha. Mà gắn mũi này cũng vừa luôn, là vừa ha. Mã 51, giá là 160 bao ship. 52, đục tai. Đục này đục bê tông, bộ đục này đẹp lắm nha. Hai cây này nè, nhìn ngoại hình thì không có được cho đẹp cho lắm ha. Một cây đục bản, một cây đục nhọn, cây này không có được đẹp nè. Nó nhìn này nó hơi xấu thôi chứ cây nó còn đẹp. Một cây đục bản nè, cây này có chữ da băng luôn, có chữ Nhật luôn, đục bản ha. Bản cái này là bản 6/7, cao lên là 1 tấc. Chiều dài cây này là 2 tấc 1, 2 tấc 1 luôn. Còn cái cây này dài tới là 2 tấc 9. Cây này thì đẹp nha. Nè, mỏ rồi còn nhọn đót luôn, dài nữa. Rồi mã này là mã 52, giá là 140, 4 cây đột giá, ủa 150. Mã 52 giá là 150 bao ship. Mã 53, một cái dao đi gừng. Cái dao này là dao đi gừng hay là dao chặt củi không biết luôn nữa, nhưng mà còn cán em anh. Nè, còn cán rất là dài luôn, cán này còn sử dụng được luôn nha. Nó, nhưng mà cái này nó hơi bị gỗ, bị gỗ nhiều quá mấy anh. Ngoại hình là gỗ quá trời luôn mà lưỡi không có bén gì trơn á nha. Cây này em bán giá 180 ngàn thôi, có cán luôn 180 thôi ha. Mã 53 180 ngàn. Cái lưỡi này mình có thể là về mình mài được, mài nó sẽ bén nha. Lưỡi em nó còn được 1 tấc rưỡi lần á mấy anh. Nè. Rồi mã 53 180. Rồi tiếp 54, 160 ngàn. Cây này thì ngoại hình là nó không có gỗ ha, nhưng mà không có bén luôn.
có cái đầu này hơi xấu nè, nè nè ha, hơi xấu cái đầu này, nhọn hơi xấu, cắt luôn đi cũng được cho khỏi còn éo hay ghét. Chiều dài cái này á là một tấc lưỡi, là tấc ba, ủa đo tới đây luôn, lên tấc rưỡi luôn, em đo tới cục trên đây luôn, lên tấc rưỡi. Mã 54, giá là 160.000, bao ship. Rồi tiếp 55, một cái lưỡi ghiều. Lưỡi ghiều này cũng có mọc luôn, ba gạch bên đây bốn gạch ha, cũng có mọc gì đây nè. Nhưng mà cái ghiều này nó đóng quá trời đóng luôn cho nên nó hơi bị thụng nè. Nó cái đầu hơi tè bè rồi nhưng mà bề lưỡi thấy còn đẹp. Cái ghiều này nặng lắm, 2 kg mấy luôn hay gì á. Chiều dài là 1 tấc 6 nè. Còn bề lưỡi là 6 phân rưỡi nha. Cây này em bán giá 180.000 luôn. Mã 55 180, cái đầu này đơn giản thôi, về mà anh lắc nó đi. Mài nó lại là đẹp. Rồi tiếp 56, hai cây này giá 140. Cái này xấu quắc luôn. Cái này là 1, 2, 3, 4, 4 lần gạch, bên đây 3 lần gạch ha. Lưỡi thì mẻ hết trơn rồi. Cây này thì nhỏ. Chiều dài là 1 tấc 05. Còn bề lưỡi cái này là 6 phân rưỡi. Nhưng mà lưỡi mẻ. Còn cái cây này á, cái đầu đóng á, xong quắc luôn. Cái này vậy mấy anh có thể là mấy anh lắc đó dục luôn đi cũng được. Mã, ủa, chiều dài là 1 tấc 4. Còn bề bản của nó là 4 phân rưỡi. Cũng có mấy lần gạch luôn nè ha. Nè này làm xấu không, lưỡi cũng mẻ từ lượt vừa trên. Cái này bán 130.000 thôi anh ơi, số ốc mà. Mã 56, 130 mấy anh ơi, đưa em cái nhíp đi, anh sửa lại giùm em nha. Mã 56, cái này 130 thôi mấy anh. Rồi 58, ủa 57, 57 là một cái lưỡi ghiều. Cái đó, hai cái cục đó 130 thôi. Rồi, lưỡi ghiều này đẹp nha. Đầu nè, đầu đóng đẹp nè ha. Một gạch, hai gạch, ba gạch. Đầu bên đây là bốn gạch. Nhưng mà lưỡi hơi mẻ. Lưỡi hơi mẻ, không bén. Chiều dài là 1 tấc 7. Còn bề lưỡi ngang là 7 phân rưỡi nha mấy anh. Cái lưỡi 7 phân rưỡi. Cây này còn đẹp. Mã 57 giá 200. Nè, độ gỗ là không thấy luôn. Đó. Còn lắc lên nè. Rồi tiếp 58 giá 200 luôn. Cây này cũng hơi mẻ chút xíu. Nè, ngoại hình nè. Một 4 gạch luôn, bên đây 3 gạch luôn, đầu thì đẹp luôn. Ừ, cây này cũng đẹp ha. Gãy cán, chiều dài là 1 tấc 65. Còn bản cái này là 7 phân nha mấy anh. Mã 58 giá là 200.000 luôn, bao ship. Rồi tiếp mã 59. 59 là hai búa. Một cây búa tạ nè. À, nó để là 1792 hả? BNT 1792. Không lẽ búa này làm hồi năm đó sao ta? 4LBS. Đầu này thì nói chung là cũng hơi có dấu một chút xíu thôi mấy anh ơi. Dấu thôi chứ nó không có mất thịt gì hết trơn á. Cây búa này thì nó nặng 1,7 kg nha. Mã 59. Ờ quên còn cây này nữa mấy anh ơi, quên. Một cái đầu đóng, cây búa đóng đinh ha, đóng vô đinh. Đầu đóng ok. Rồi đầu vô đinh không được nhọn hung thôi nhưng mà nó miệng đẹp nè ha. Hả? Có mọc luôn. Gãy cán về cha cán khác vô. Mã 59 260.000 bao ship. 60. Hai búa này, một cây búa tạ bự với một cây búa này đắp thép hai đầu 225g ha mấy anh, có mọc luôn. Búa này chưa sử dụng, chưa có cán luôn. Rồi cái búa này thì nó có chữ da băng luôn nè mấy anh. Da băng, có mọc ha. Bên đây có chữ gì không biết. Búa này cũng gọi dạng là búa tạ luôn, cán thì còn ngon lành á. Cán thì mấy anh về sử dụng ok. Có dấu thôi. Chứ mất thịt, mất ít gì cũng còn nguyên à. Nè. Nó cũng hơi có dấu xíu thôi mấy anh. Rồi mã này là mã 60. Cây búa này nặng 1,5 kg. Có cán luôn, 1,5 kg ha. Mã 60 giá là 200.000 bao ship. Hai cục vậy là 200. Rồi 61 ba búa. Một cây búa gò nhọn. Một cái đầu này nó cũng không có được nhọn cho lắm nha mấy anh. Đầu đóng rồi còn ok nè. Nè. Không có cán. Với một cây này có chữ 200g. Đầu đóng. Ừ, cây búa này đẹp. Cán cũng đẹp luôn. Cây búa vỗ đinh. Đóng đinh với nổ đinh, cây búa này cổ hay sao, nhìn thấy mắc cười ha. Cán thì bị tét rồi. Đầu đóng ok, đầu nhổ đinh nè mấy anh. Nè. Hơi có dấu chút xíu ở đây à, chút mà không sao hết trơn, nhưng mà thấy cũng còn được. Mã 61 giá 130.000, 3 cây 130.000. 62. Ba búa luôn, một cây búa nhổ đinh, cây này không cán, đầu đóng ok ha. Đầu nhổ đinh nè. Đó, cũng đẹp. Một cây búa này búa đóng hai đầu luôn. Cũng ok luôn, không có mất thịt da đâu chứ, cán còn ok. Với một cái búa bi nha, búa bi thì nó có bị chóc một chút xíu như này, cái dấu xíu này thôi mấy anh.
Đầu bay ok, đầu này thì nó bị chóc xíu đây thôi, cán thì xấu quắc à. Cái này 3 cây luôn, bán giá 160.000, mã 6260 nha. 63. 63 3 búa, một cây búa gò. Rồi cây này chữ gì tôi luôn, vừa hết trơn vậy. Chữ nè. Đầu gò bằng nha mấy anh, hai đầu gò bằng không nha, cán còn đẹp. Một cây búa bi, búa bi này có chữ da băng luôn. Đầu đóng ok, đầu bi ok luôn, có mọc nữa. Cán cũng được luôn. Cây này cũng có mọc luôn, 300g, đóng hai đầu luôn, ok đẹp luôn, cán đẹp luôn. Ba cây này giá 170 nha, 63 170. 64. 64 là cái dao này cái mình có thể là mình sắc cái gì ta? Sắc thuốc á. Mình có thể sắc thuốc nha, cái này dạng mà để mình sắc thuốc á, sắc thuốc mà bằng cây á. Cái lưỡi này thì dài lắm mà cái lưỡi này xịn nha, lưỡi nó thép xịn nha mấy anh. Chiều dài là 2 tấc 6, còn bề bản của nó là 6 phân. Lưỡi này là không bén, chưa có mài. Mấy anh về mấy anh mài nha, chữ Nhật có luôn nè. Nó có chữ Nhật luôn, rất là mới luôn nha. Cái này thì về cán ghiết này kia còn hết. Này về mình bắt vô cái đầu nào đó rồi xong rồi mình dở lên mình cắt thôi à. Cái này không biết cắt sao, em cũng không biết nữa. Rồi cử, độ dạng nhiêu á, chỉnh xác vô. Này cắt sao, đưa lên sao á. Phải, đưa lên là cái này. Này hả? Nè. Thấy không, cái này bắt vô trong cái góc gì không? À, còn cái cây đúc vô nè, cái miếng này phải tăng ra tăng vô, cái miếng này nè. Ừ. Cái này phải tăng ra vô để cho cái độ dày của nó càng nhiều không? Biết rồi. Cái này có chữ luôn. Đẹp quá. Mã 64 cây này bán giá 200 nha mấy anh. 65. 65 là nó gồm 3 gấp. 3 gấp này cũng dài lắm. Gấp inox. Có một cây inox với hai cây kia sắt thôi vậy. Chiều dài nó là 4 tấc rưỡi nha mấy anh, nó gồm 3 cây. 3 cây gì nè. Để mình gấp thang, gấp này gấp kia cũng được. 3 cây cũng còn mới mới. Với một cái xuống. Cái xuống này để hốt 3 cái thang á mấy anh. Trong cái mấy cái lò đó mình hốt thang á. Hay mà trong mấy cái chỗ này nướng rồi đó. Rồi, nhiêu đây nha mấy anh, 130.000, mã 65 130. 66. 66 bài. Ơi, hôm nay có một cái bao lạ nha mấy anh, 66 150. Có một cái bao lạ nha. Một cây nè, đầu tiên 1 2 3 4 5 6 7. Ê, cây này hơi xét nhưng mà ôi còn được. 8, cây này cũng lạ nè. 9 10 11. Rồi cái này lạ nè, 12. Cán nó mấy anh dài một khúc luôn mấy anh ơi. Dài dữ à, còn đẹp luôn á. 66 150. Bao ship. 67. 67 là bộ làm vườn. 280.000 bao ship, nó gồm hai cái lưỡi liềm. Nè, hai lưỡi liềm. Hai lưu lệm này có thể mài được hết. Một cái bồ ngào 4 chia mới luôn. Một cái bồ ngào 5 chia nó cũng còn sử dụng được mới. Cái xuống nhỏ nó bằng, nó dày cũng dày dày lắm nghe anh, mà nó hơi sát sát xíu. Cây này cũng hơi dày dày mà nó cũng hơi sát sát nè. Với cái này mũ em tặng thêm thôi, cái này mũ tặng thêm chơi thôi. Với một cái lưỡi cuốc. Cái lưỡi cuốc này á thì nó rất là dày nha. Cái này á bản hình như nó làm chưa có rồi hay sao. Bề này còn gì cui à. Còn nếu mà anh muốn về làm được thì mình lấy cái máy mài á, mình mài cho cái này mỏng thiệt là mỏng mình mới cuốc được nha mấy anh. Nè, cái cuốc nó nếu mà anh mấy anh xài rồi thiên thu luôn, mau muôn năm âm mơ thì nó mới vuột được cái cục này ha. Làm rất là chắc chắn. Với một cái kéo tẻ cành luôn, tẻ hàng gào luôn nha mấy anh. Cái này 2 4. Nó 4 tấc rưỡi, cậy đi cho 4 tấc rưỡi đi. Cái này 4 tấc rưỡi nha, bề lưỡi là 1 tấc rưỡi á. 4 tấc 8. Thì cũng xa xích có chút hà. Bè cái này thì lưỡi đẹp nha mấy anh, lưỡi không mẻ luôn, còn khít nè. Nó về mình làm vườn xong rồi mình này mình tỉa hàng gào luôn. Rồi. Mã 67 280.000 bao xí. Rồi tiếp 68 bộ cưa. Bộ cưa em càng ngày em càng bự. Chà bá lửa luôn. Một cái cây này hình như nó gãy đọt một chút xíu rồi, nhưng mà cái này còn cắt được nha mấy anh nè. Cắt cũng được con chút xíu, còn nguyên luôn, không có mẻ. Cây này cũng là cây sứa luôn, rất là dày luôn.
lưỡi thì còn rất là ngon luôn đó, không mẻ nào hết trơn. Đây thêm cái nữa man, cái này không có cán, còn nguyên hiện luôn, mới luôn, giống như là chưa xài luôn vậy. Cái gì? Để cua trên cao, ta nấu cái cây vô, khi ta kéo thiệt mạnh xuống nó dướng lại, nó không gớt xuống được, ta đẩy lên kéo xuống. Với một cái này chà bá lửa luôn nha, có chữ luôn nè, mà không có cán, bản thì bự, răng thì to, dày, không mẻ luôn. Với một cái này, lửa này cũng to luôn, bên to là còn nguyên luôn. Còn cái bên nhuyễn á, là lưỡi nó cũng hơi to to bự bự luôn á. Nhưng mà hình như nó bị mục, có găng mục ở chỗ này thôi à. Còn nhiêu là ngon lành hết nha mấy anh nè. Còn đẹp lắm. Kén thì nó dày thòn luôn. Với một cái sứa, trời ơi, cái sứa này đẹp nhất nách. Trời ơi, cái sứa này nhất nách luôn. Cái sứa này quá đẹp. Gấp lại luôn. Đó, lưỡi to to không mà mấy cái lưỡi này đã chắc vô tư luôn. Mã 68, 230 ngàn bao ship. Rồi, tiếp 69 nghe mấy anh, 69 là cái này. Kéo lỗi. Kéo lỗi này em bán giá là 180 ngàn bao ship luôn. Cán này là cán cây còn ok luôn nha. Lưỡi. Ê, cái lưỡi cây này đáng lẽ còn đẹp luôn, để em sửa lại sao tự nhiên chồng em bỏ lên đây nó thanh lý vậy trời. Cái đầu này nè, cái mỏ này nè nó bị dảnh lên thôi, cái này dảnh xuống, cái này dảnh lên. Trời trời này thì ta đập lại cái thôi là nó khích gịch rồi, nó ngon lành rồi. Bỏ đi thanh lý luôn cho nội ơi, thiệt là tình nè. Cán thì còn đẹp nè, sợ chồng em luôn. Ngoài cái cán này là cán nhôm, cái cây này cũng đâu có bị gì đâu, bỏ đi thanh lý cho nội thì thấy nó lục gì lục. Kỳ á, gì kỳ á, tại cái gỗ nằm nó ghét lượm bá luôn du duyên. Cái này gãy mỏ, cái này thì gãy mỏ gì cắt ngang đây không có mẻ mà gãy mỏ một bên. Mà cán nhôm ngon lành, cây này còn cán cứng ngắc luôn nè. Nè. Trời ơi. Mua này chậm, uổng nha. Uổng nha mấy anh. 69.8. Thiệt, là anh soạn cái nào là em cũng chưa nhìn tới. Mà những cái món em soạn anh cũng không có nhìn tới luôn. Mà anh nào nấy ghi giá luôn. Đồ mà anh nào nấy ghi giá luôn á. Rồi tiếp cái kích cáp. Cái kích cáp này là 400kg nha mấy anh. Đu ngựa, bự hơn nữa ông nội ơi. Tới 550kg, 600kg luôn. Ghê thiệt. Thôi lỡ rồi. Rồi sao? Để đi, lỡ rồi không biết bán đại đi. Lỡ rồi, không biết rồi bán đại nghe mấy anh đừng chửi em. Nè, để là từ 600 đến 550kg nè. Rồi, ok hết á. Con này còn đẹp, dây đồ này kia đồ cũng đẹp. Hơi dơ thôi à. Hơi dơ. Nay em mới xịt 17 vô mấy con chó. Răng thì còn chôm chỏm nghe mấy anh, yên tâm đi. Có là sao nói vậy? Bán thật tình lắm, bán gì lương tâm chứ không phải là bán gì đồng tiền nha. Không phải ham lời quá rồi bán bậy bạ đâu. Vậy anh em xịt thêm 17 hả nha. Em xịt cho anh có, cái con chó nó gất xuống ngoài. Ghi ghi cho mày, ghi cho mày. Trong cái sọt đó mẹ. Để con lấy cho mày. Ghi ghi ghi. Đó. Rồi rồi rồi, khúc rồi. Rồi, rồi rồi rồi. Ủa? Cái này rồi dập. Này. Rồi, ngon lành mấy này. Ngon. Ngon 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 ngon. Ok. Mã này là mã. Vậy vô thêm nhiều chút nữa. 70. 250.000 bao ship. 71. 71. 350.000. 350 bao ship. Cái kích cáp này tầm là 800kg quay đầu nha. 800kg là quay đầu nha mấy anh. Trời ơi, găng cỏ này kia cũng đẹp, nó sơn cũng còn nè. Này dây cáp nó cũng sạch luôn, cũng không có dơ hùng. Nó cũng dơ nhưng mà dụ dơ nó không có dơ hùng. Nói chung mà cũng còn đẹp. Móc này kia nào cũng đẹp hết. Cái này là 800kg thôi nha, chứ không ai đâu bự nữa à nha. 800kg quay đầu. Cái này thì còn ngon. Cáp 8 luôn hay gì nè, phải không? Nó để đó. 8 ly. Rồi, có chữ Nhật luôn nha. Nè. Cái này thì em bán giá 350 như mọi khi á. Cáp 8 ly. 350.000 bao ship. Mã 71. Không xài nữa hả?
Rồi tiếp mã 72 xà bần. 72 xà bần đúng. 72. Đây. Xà bần. Mấy chung là mấy cái món trong đây là mấy anh về phải gỡ ra này kia mới sử dụng được nha mấy anh, nó bị xét dữ lắm. Nè. Kèm mà bị xét vậy nè, về mấy anh phải gỡ kèm dít đồ mới sử dụng được nha, chứ không phải đương nhiên vậy đâu sử dụng được nha. Kéo ton rồi khoa vòng cây búa nữa, búa này còn sử dụng được, mỏ lết nữa, dít rất là nhiều nha nè, dít thì hết một đống luôn mấy anh. Rồi kèm nữa nè, rồi kèm, rồi dít, mỏ uri, chìa khóa, nói chung là toàn bộ ở dưới này chìa khóa với kèm hai nấc thôi à nè. Bữa nào thì cũng cân đúng số ký đó thôi nha mấy anh. Đó. Rồi mã 72 giá 250.000 bao ship. Rồi tiếp anh Thiên giùm em mã anh ơi. Mã 73. 73 là hết nha mấy anh, này ít dữ rồi ta. Này ít thiệt hả? 73 là cái bộ xà bần này là bộ 73 250.000, kết thúc video luôn nha mấy anh. Búa nè, nè nó gồm hai đầu búa. Rồi dít, trời ơi dít nhiều dữ rồi mấy anh ơi. Dít nè. Rồi mỏ lết nè. Kìm cũng giống như kia vậy đó. Kéo ton. Kìm có cây này xịn nhưng mà có một cái nó mẻ quá trời mẻ, nhưng mà găng còn đẹp nha, găng còn xài được á. Về mình xài được, mình xài cái găng đó thôi, mình khỏi xài cắt. Nè. Còn này là chìa khóa với kìm hai nóc vậy thôi à, đồ mỏ buri rụt giác. Rồi, mã 73. Kết thúc video ngày hôm nay nha mấy anh ơi. Thì anh nào thích món nào thì cứ gọi điện chốt món đó nha mấy anh, chốt qua hai số điện thoại ha. Anh nào thấy thích video xin cho em xin một like nha mấy anh. Thì tới đây em kết thúc video, xin chào tạm biệt tất cả mấy anh mấy chú, hẹn mấy anh mấy chú trong video sau của em nữa nghe. Bye bye.